Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình của Đài Tuổi Trẻ Hải Ngoại BUNTV 57.3. Sau đây xin mời quý vị theo dõi phần tin Á Châu. Kính thưa quý vị, phản ứng trước phát hiện trường hợp bò điên ở tại Hoa Kỳ, tin từ Tokyo, Chính phủ Nhật Bản tuyên bố trường hợp bò điên đầu tiên được phát hiện ở Hoa Kỳ trong 6 năm sẽ không ảnh hưởng đến các cuộc đàm phán về việc Nhật Bản trở thành một thành viên trong Hiệp ước Thương mại Thái Bình Dương. Việc Nhật Bản cắt giảm nhập khẩu thịt bò từ các nước bị ảnh hưởng bởi bệnh bò điên là một gánh nặng đối với Hoa Thịnh Đốn, và các nhà xuất khẩu Hoa Kỳ đang hy vọng Tokyo sẽ thư giãn các quy định nhập khẩu thịt bò Hoa Kỳ sau khi xem xét lại vấn đề này vào tháng 12. Chánh văn phòng nội các Nhật Bản, ông Osamu Fujimura, cho biết chính phủ sẽ không có hành động gì ngay lập tức đối với các quy định nhập khẩu bò Hoa Kỳ vì con bò bị phát hiện bệnh đã trên 30 tháng tuổi, trong khi quy định của Nhật Bản không nhập khẩu thịt bò trên 20 tháng tuổi. Các cắt giảm trong năm 2005 đã thay thế một lệnh cấm nhập khẩu hoàn toàn được đưa ra sau khi trường hợp bò điên được phát hiện vào năm 2003, đã giới hạn nhập khẩu của Hoa Kỳ vào thị trường tiêu thụ thịt bò Hoa Kỳ lớn nhất châu Á. Năm 2011, Nhật Bản nhập khẩu 120.000 tấn thịt bò Hoa Kỳ. Nhật Bản chỉ cho phép nhập khẩu thịt bò Hoa Kỳ và Canada từ gia súc có 20 tháng tuổi hoặc ít hơn, nhưng Ủy ban An toàn Thực phẩm đang đánh giá nguy cơ của việc nới lỏng giới hạn đến 30 tháng tuổi. Trong khi đó, thì Đài Loan tỏ ra quan ngại đối với thịt bò nhập khẩu từ Hoa Kỳ. Tin từ Đài Bắc, Bộ trưởng Y tế của Đài Loan đã tạm dừng một phiên họp lập pháp để xem xét thêm về sự an toàn của thịt bò Hoa Kỳ sau khi có báo cáo về một trường hợp bệnh bò điên ở tại California. Hôm qua, các nhà chức trách Hoa Kỳ đã thông báo trường hợp bệnh bò điên đầu tiên trong 6 năm. Họ cũng đã nhanh chóng trấn an người tiêu dùng và các nhà nhập khẩu trên toàn cầu rằng thịt từ con bò bị bệnh đã không có đi vào dây chuyền thực phẩm. Cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm của Đài Loan sau đó cho biết trường hợp bệnh này được hiểu là một trường hợp cá biệt và thịt của con bò bị bệnh đã không được đưa vào thị trường người tiêu dùng, và nói thêm rằng sự việc này không có ảnh hưởng đến nhập khẩu thịt bò Hoa Kỳ bởi vì Đài Loan vẫn đang thi hành các kiểm tra hàng nhập khẩu. Đài Loan đã nhập khẩu 35.443 tấn thịt bò Hoa Kỳ trong năm 2011, giảm 8% so với một năm trước đó. Trong khi đó, trên đường phố ở trung tâm Đài Bắc, nơi tập trung các quán ăn, một số nhà hàng bán các món mì thịt bò đặc sản địa phương đã trưng bảng hiệu nói rằng thịt bò của họ đến từ Úc. Trong khi đó, thì Nam Hàn cho biết sẽ tiếp tục cho phép nhập khẩu thịt bò Hoa Kỳ. Tuy nhiên, hãng thành cũng đã nói rằng sẽ tăng cường kiểm tra thịt bò nhập khẩu từ Hoa Kỳ cho đến khi chính quyền Hoa Thịnh Đốn cung cấp chi tiết về tình hình bệnh dịch. Chủ nhà nhân của các nhà hàng phục vụ thịt bò nướng cho biết họ lo ngại lệnh cấm nhập khẩu thịt bò Hoa Kỳ có thể làm gia tăng giá thịt bò của Nam Hàn và ảnh hưởng đến kinh doanh. Hai nhà bán lẻ lớn của Nam Hàn đã tạm ngưng bán thịt bò của Hoa Kỳ trong khi chờ có thêm tin tức của dịch bệnh. Nam Hàn đã cấm nhập khẩu thịt bò Hoa Kỳ vào năm 2003 sau một đợt bùng phát bệnh bò điên, nhưng đã nới lỏng lệnh cấm bằng cách cho phép nhập khẩu thịt bò không xương từ gia súc dưới 30 tháng tuổi. Trung Cộng ngầm gửi lời cảnh báo Bắc Hàn không nên thử nghiệm nguyên tử, tin từ Bắc Kinh. Trung Cộng đã ngầm gửi lời cảnh báo tới nước láng giềng Bắc Hàn không nên thực hiện thử nghiệm nguyên tử như nhiều người dự trù sắp xảy ra. Một nguồn tin cao cấp có các quan hệ chặt chẽ với Bình Nhưỡng và Bắc Kinh cho biết Bắc Hàn đã gần hoàn tất việc chuẩn bị thử nghiệm nguyên tử lần thứ ba. Đây là một hành động sẽ tiếp tục gặp phải sự lên án của quốc tế sau vụ phóng hỏa tiễn thất bại trong tháng này mà Hoa Kỳ và nhiều quốc gia khác nói là một vụ thử nghiệm hỏa tiễn trá hình. Trung Cộng là cường quốc duy nhất có quan hệ gần gũi với quốc gia Bắc Hàn nghèo khó, nhưng Bắc Kinh cũng chỉ có tầm ảnh hưởng giới hạn trước những nỗ lực chế tạo một kho vũ khí nguyên tử của Bình Nhưỡng. Cố gắng của Bắc Hàn nhằm lập lại mối quan hệ hữu nghị với Hoa Kỳ trước đó đã nhanh chóng tan biến với cuộc phóng hỏa tiễn của họ vào ngày 13 tháng 4. Vụ phóng hỏa tiễn này đã gặp phải sự khiển trách của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, trong đó có cả Trung Cộng. Những người chỉ trích nói việc phóng hỏa tiễn nhằm mục đích rèn luyện khả năng của Bắc Hàn để phát triển phi đạn tầm xa liên lục địa có khả năng bắn tới Hoa Kỳ, một hành động sẽ làm tăng đáng kể sức nặng quân sự và ngoại giao của nước này. Hoa Kỳ đã kêu gọi Trung Cộng làm nhiều hơn nữa để kiềm chế Bắc Hàn.
Tuy nhiên, Thứ trưởng Ngoại giao của Trung Cộng, ông Thôi Thiên Khải, nói duy trì hòa bình và ổn định tại bán đảo Triều Tiên và tại Đông Bắc Á là trách nhiệm chung của tất cả các bên, chứ không chỉ riêng của Trung Cộng, và các bên không nên có bất kỳ hành động nào làm leo thang căng thẳng. Hoa Thịnh Đốn, Hán Thành và Tokyo là những người quan ngại nhiều nhất về đe dọa nguyên tử của Bắc Hàn, đang lo nghĩ, theo dõi các sự kiện. Nhiều nhà quan sát cho biết Bình Nhưỡng có thể có khả năng thực hiện một cuộc thử nghiệm lần đầu tiên sử dụng uranium làm giàu ở mức độ cao. Bắc Hàn kỷ niệm 80 năm thành lập quân đội, tin từ Bình Nhưỡng. Bắc Hàn kỷ niệm 80 năm ngày thành lập quân đội vào ngày hôm nay. Họ đã tổ chức một cuộc tuần hành lớn trong nhà và đã bày tỏ sự kính trọng đối với cố lãnh đạo Kim Chánh Nhật cùng với nhà sáng lập nhà nước Kim Nhật Thành. Đài truyền hình nhà nước KRT đã chiếu cảnh tân lãnh đạo Kim Chánh Ân tham dự cuộc họp với các quan chức hàng đầu. Ông Ri Yong Ho là tổng tham mưu quân đội Bắc Hàn tuyên bố sẽ bảo vệ quốc gia khỏi bị xâm lược. Sau đó, đài truyền hình KRT đã phát hành một đoạn video ông Kim Chánh Ân và các quan chức cao cấp khác tới thăm cung điện mặt trời Kum Susan ở thủ đô Bình Nhưỡng. Ông Kim và các quan chức đã tới viếng bức chân dung của người sáng lập Bắc Hàn, ông Kim Nhật Thành và cố lãnh đạo Kim Chánh Nhật. Nam Hàn và Bắc Hàn trên mặt lý thuyết vẫn còn đang trong chiến tranh vì cuộc chiến từ năm 1950 đến năm 1953 đã kết thúc bằng một thỏa thuận ngừng bắn mà không có một hiệp ước hòa bình nào được ký kết. Nam và Bắc Hàn biểu tình chống lẫn nhau khi tình hình căng thẳng đang leo thang. Tại Hán Thành, người biểu tình Nam Hàn đã đốt cờ của Bắc Hàn và đánh vào bức hình của nhà lãnh đạo Kim Chánh Ân giữa lúc căng thẳng đang leo thang trên bán đảo Triều Tiên. Khoảng 30 vị cao niên đã biểu tình trước Bộ Nội vụ để chống lại Bắc Hàn và lên án những đe dọa gần đây của quốc gia cộng sản láng giềng. Bắc Hàn đã tăng cường chiến dịch chống lại Tổng thống Nam Hàn ông Lee Moon-bak do bài diễn văn gần đây của ông đã chỉ trích vụ phóng hỏa tiễn thất bại của Bắc Hàn. Người biểu tình ở thủ đô Hán Thành đã kêu gọi Bộ Quốc phòng phải có hành động dứt khoát chống lại miền Bắc. Gần đây, phương tiện truyền thông Bắc Hàn đã không ngừng chỉ trích Tổng thống Nam Hàn Lee Moon-bak và việc cắt viện trợ cho Bình Nhưỡng khi ông lên nắm quyền vào năm 2008. Họ đe dọa sẽ có hành động đặc biệt chống lại miền Nam. Đài truyền hình nhà nước KRT của Bắc Hàn đã phát sóng một đoạn video cuộc huấn luyện quân sự cho thấy các binh lính phá hủy các mục tiêu và hình nộm có dán tên của Tổng thống Nam Hàn. Đài truyền hình KRT còn chiếu một đoạn video cho thấy một cuộc biểu tình chống Tổng thống Lee Moon-bak của các công nhân một nhà máy dệt may ở tại thủ đô Bình Nhưỡng. Các công nhân đã đâm vào hình nộm có tên Lee bằng dao trước khi đốt nó và họ cam kết sẽ giết ông Lee. Tổng thống Nam Sudan thăm viếng công ty dầu khí tại thủ đô Bắc Kinh, tin từ Bắc Kinh. Tổng thống Nam Sudan ông Salva Kiir Mayardit đã đến thăm công ty dầu khí lớn nhất của Trung Cộng sau khi khai trương đại sứ quán Nam Sudan tại thủ đô Bắc Kinh. Ông Mayardit đã đến thủ đô Bắc Kinh vào tối hôm thứ Hai vừa qua trong một chuyến viếng thăm cấp nhà nước kéo dài 5 ngày tại Trung Cộng. Sau khi dự lễ khai trương đại sứ quán của nước mình tại thủ đô Bắc Kinh, ông Mayardit đã đến thăm trụ sở của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Cộng. Đây là một công ty dầu và khí đốt do nhà nước làm chủ và cũng là công ty năng lượng tích hợp lớn nhất của Trung Cộng. Các công ty dầu khí Trung Cộng và các đối tác của họ hiện đang có các dự án lớn tại cả Sudan và Nam Sudan. Đài truyền hình nhà nước CCTV đã phát sóng các bức hình cho thấy ông Kiir đã có một buổi đàm phán với Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí Trung Cộng, ông Jiang Zemin, và sau đó đã ký kết một bản ghi nhớ mà không đưa ra thêm thông tin gì. Chủ tịch Trung Cộng, ông Hồ Cẩm Đào, dự trù sẽ có một cuộc hội đàm với ông Mayardit. Ông Hồ Cẩm Đào đã kêu gọi hai bên kiềm chế, giải quyết tranh chấp một cách hòa bình. Nam Sudan vừa giành được độc lập vào tháng 7 năm 2011 và thiết lập quan hệ ngoại giao với Trung Cộng trong cùng một ngày. Tân lãnh đạo Hội đồng Hòa bình tối cao Afghanistan gặp giới truyền thông, tin từ Kabul. Tân lãnh đạo của Hội đồng Hòa bình tối cao Afghanistan, ông Salahuddin Khababani, con trai của cố tổng thống Burhanuddin Khababani, lần đầu tiên đã xuất hiện trước các phương tiện truyền thông tại thủ đô Kabul. Kể từ sau vụ ám sát ông Burhanuddin Khababani do một kẻ đánh bom tự sát vào ngày 20 tháng 9 năm 2011,
việc đàm phán giữa chính phủ Afghanistan và Taliban đã bị sa vào bế tắc. Vào thứ Bảy tuần trước, ông Salahuddin Khabbani đã được bổ nhiệm làm chủ tịch mới của Hội đồng Hòa bình tối cao Afghanistan để tìm ra một giải pháp chính trị cho cuộc chiến kéo dài cả một thập niên. Cuộc họp báo được tổ chức tại Trung tâm Truyền thông và Thông tin của chính phủ Afghanistan. Khoảng 130 nhân vật chính trị của Afghanistan, trong đó có Thứ trưởng Ngoại giao Afghanistan, ông Jawed Luddin, đã đến tham dự cuộc họp. Ông Salahuddin Khabbani đã đọc diễn văn tại cuộc họp và tái khẳng định những nỗ lực hòa bình mà người tiền nhiệm của ông đã thực hiện. Trong bài diễn văn, ông Salahuddin Khabbani cũng cho biết ông sẽ tuân theo ước nguyện của cha mình và đạt được hòa bình ở Afghanistan. Ông cũng kêu gọi tất cả mọi người duy trì lòng mong muốn hòa bình trong tim mình để đạt được hòa bình trên toàn quốc khi cuộc chiến tranh dai dẳng đã cản trở quốc gia và người dân trong nhiều thập niên. Ông cũng hy vọng rằng mọi người từ tất cả các tầng lớp xã hội đoàn kết và hợp tác cùng nhau để giúp cho kế hoạch hòa bình thành công tại quốc gia đã bị chiến tranh tàn phá. Vừa rồi là phần tin trong ngày của Đài Tuổi Trẻ Hải Ngoại BUN TV 57.3. Xuân Phương xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin lần sau.